các bạn cùng xử này, đó chính là câu số 1 bị động nè. Rồi câu số 1 xác định giùm thầy cái thì trước, chắc chắn là thì gì đúng không? Trời ơi, tương lai luôn đó em 1070 tương lai em đến từ đâu vậy? Từ em lộn câu chỗ nào? Câu số 1 quá hả? Em nói gì vậy Tường? Không, câu đây nè, câu bị động đây nè, đang làm mấy câu này em hả? Từ luận tính xấu bị nhầm câu rồi ha. Rồi 12 câu này các bạn. Rồi câu này nhìn vô là dấu hiệu của thầy gì các bạn? Là quá khứ đơn chỗ nào? In năm 1070 chắc chắn là quá khứ. Thì quá khứ giờ sau đó bước tiếp theo là gì các bạn? Thì đối với bị động thì các bạn có thể bỏ bước thứ hai là xác định có động từ hay không, thì chắc chắn câu này nó sẽ có động từ, đúng không các bạn? Rồi đó chính là động từ found, được chưa? Rồi là bước thứ ba xác định cái thể, thể thì nhiều khả năng là thể khẳng định. Rồi sau đó bước tư là gì? Mình chia, được chưa? Đây câu chủ ít rất nhiều, rồi làm sao biết nó ít? À, nó không có s gì hết trơn, đúng không các bạn? Thì có thể là chủ shift, cho nên to be của nó sẽ là gì? Quá khứ, a was, đúng không? Rồi sau đó chỉ found thì bí quá thì như thế nào? Thêm ed là sao? Ok, thì câu số 1 là was founded. Vậy thì có chữ found, động từ đó mang nghĩa là gì? Các bạn cứ nghĩ là found đó chính là tìm, đúng không? Rồi thì bây giờ thầy sẽ phân tích cho các bạn nha. Đó chính là gì đây? Đầu tiên thầy có, đó chính là từ find. Find thì quá khứ của nó và cột ba của nó đó chính là found, được chưa? Nhớ từ này về sau có giùm thầy trang sau của bài chép hay bài từ vựng, vở từ vựng gì đó ghi thầy động từ cột 2, động từ cột 3. Được chưa? Nếu mà thầy viết mũi tên mà thầy có viết số 3 luôn, đó chính là động từ cột 2 và động từ cột 3 là cái phía sau. Hiểu được chưa các bạn? Đó. Rồi thì find quá khứ và cột 3 của nó là found. Nhưng mà chữ found các bạn, nó còn có thể là động từ nguyên mẫu nữa. Nếu mà nó là động từ nguyên mẫu thì nó sẽ mang nghĩa là gì? Thành lập. Nếu mà nó là động từ nguyên mẫu thì nó sẽ mang nghĩa thành lập. Được chưa? Và quá khứ vụ cột 3 của động từ thành lập nó sẽ là gì các bạn? Các bạn chỉ còn thêm đây đi, đó chính là found. Được chưa? Có bao giờ bạn nghe từ founder chưa? Error là gì? Teacher là gì các bạn? Giáo viên thì error đang nói về người đó. Vậy founder là gì? Là nhà sáng lập. Ok chưa? Rồi thì đối với trường hợp này con số 1 đó chính là was founded. Rồi vậy cái gì nó được thành lập vào năm 1070? Temple là gì các bạn? Cái đền, đúng không? Thì cái này là văn miếu quốc tự giám. Được chưa? Học thầy một cái cụm đó chính là the temple of literature, văn miếu quốc tự giám. Và học riêng thầy đó chính là temple, đó chính là địa điểm nào các bạn? Đền, được chưa? Còn literature là cái gì? Literature là gì mới đó? Văn học. Thầy thấy bữa giờ là các bạn không học từ vựng đâu nha, không có từ vựng là thi không nổi đâu đó. Thầy nói gì biết trước? Từ vựng thầy có thể cho phép viết trong tờ giấy, nhưng mà về nhà tràn vào vở từ vựng cho thầy nghe chưa? Rồi câu 2. Câu 2 nhìn lướt qua dấu hiệu là cái gì? Có là khó nè. Throughout the year. Throughout the year là gì? Throughout là gì có biết không? Xuyên suốt năm. Rồi có những câu bạn nhớ theo cái, có những câu để xác định thì không thể nào mà lúc đầu người ta cũng chơi dấu hiệu chứ các bạn. Buộc các bạn phải đọc câu, các bạn phải hiểu câu đó nó đang ở tình huống bối cảnh nào để các bạn xác định cái thì. Thì đọc là câu sai. A lot of flowers, nhiều loài hoa. Rồi bị động thì gì là được hoặc là bị, cái này được đi, nhiều loài hoa được được trồng ở Đà Lạt xuyên suốt năm là quanh năm. Được chưa? Thì câu này buộc các bạn phải đọc câu hiểu bối cảnh rồi sau đó các bạn xác định cái thì. Vậy câu đó nhiều loài hoa được trồng ở Đà Lạt quanh năm thì đó là câu các bạn nghĩ là thì gì? Hiện tại được. Nếu mà các bạn xác định câu này nó đang ở thì nào đó thì các bạn phải xác định cái gì trước cho thấy, coi thử cái nếu mà các bạn chọn đây giả bộ là hiện tại đơn đi, thì làm sao các bạn chắc chắn câu này là hiện tại đơn? Thì các bạn sẽ bám vào cái gì của hiện tại đơn, cách dùng của hiện tại đơn, thì đó các bạn dùng này chứ. Để mà các bạn chắc chắn các bạn chọn được một câu ở thì nào đó thì các bạn coi thử câu đó với ý nghĩa nội dung đó
thì nó có khớp với bất kỳ cách dùng nào của cái thì đó hay không? Thì nếu con này các bạn chọn hiện tại đơn thì nó khớp với cách dùng nào của hiện tại đơn? Nhiều loại hoa được trồng ở Đà Lạt quanh năm. Để thói quen hả? Mà một cái sự thớ bản chất, đúng không các bạn? Rồi đây là sự thọ ở trên Đà Lạt rồi, quanh năm có rất nhiều loài hoa. Thì đây hiện tại đơn, ok chưa? Rồi sau đó các bạn xác định như thầy đó chỉ là chủ ngữ ít nhiều, chắc chắn chủ ngữ ít nhiều rồi. Tại sao biết cho nó nhiều? Có phải lúc nào có a lot of nó cũng là chủ ngữ số nhiều không? Ví dụ thầy có a lot of money là nhiều tiền, nhưng cái đó là chủ ngữ số ít, lý do là sao? Đúng rồi, money là danh từ không đếm được. Thì nhớ này một cái, sau a lot of nó có thể là danh từ đếm được. Nhưng mà nếu mà sau a lot of nó là danh từ đếm được thì phải là danh từ số ít hay số nhiều? Đếm được, mà cái này là nhiều chứ chắc phải danh từ số nhiều. Nhưng mà sau a lot of nó có thể là danh từ không đếm được. Ok chưa? Còn nếu nó không được thì nó thì chắc chắn là chủ ngữ số ít. Còn câu này hoa nó đếm được cho nên chắc chắn nó mới là chủ ngữ số nhiều chứ không phải nó nhiều chỗ cái từ a lot of đâu, hiểu không các bạn? Cho nên con hiện tại đơn mà chủ ngữ số nhiều trên to be sẽ là gì các bạn? Are. Rồi sau đó xác định grow. Cột ba grow là gì? À, thêm lại chữ N ngay chữ grow thôi là xong. Grow. Được chưa? Ai mà chưa biết nhớ ghi vào, nãy giờ thầy kêu ghi xong chưa ghi chứ kì. Ngộ vậy. Hồi nãy thầy kêu quá khứ của file file rồi chưa? Nhớ về nhà có chỗ nào mà thầy kêu động từ của hai, động từ của ba gì đó, nhớ tràn vào trong cái quyển vở của mình ở mặt sau, cái phần mà động từ quy tắc bất quy tắc gì đó. Ok. Rồi nhưng mà nguyên mẫu là từ này trồng, nhưng mà quá khứ của grow là gì các bạn? Đây cục 2 nè, grew. Được chưa? Và cục 3 đó chính là từ này. Được chưa? Rồi, tiếp tục thầy, câu tiếp theo, câu số 3. Câu này khó nè. As planned. As planned, thầy có plan là gì? Thầy có từ plan đúng mình thôi các bạn. Chữ plan là gì? Chạy trời lớp 10 mà không biết chữ plan danh từ nó là cái gì luôn hả mấy đứa? Tới mức vậy luôn hả? Cả lớp không đúng rồi, biết từ plan là gì luôn. Là gì em, đúng rồi. Kế hoạch thôi. Và học này as planned thì nó sẽ mang nghĩa là gì mà? Theo kế hoạch, theo như kế hoạch đó. As planned, theo như kế hoạch. Thì nếu các bạn nghe theo như kế hoạch rồi thì rõ ràng câu này nó có thể là thi gì? Theo như kế hoạch thì câu nào, cái thì nào liên quan về kế hoạch? Tương lai. Tương lai mà tương lai gì? Tương lai với be going to. Được chứ? Đó, có dấu hiệu rồi đó. Thì theo như kế hoạch thì all of the animals, tất cả các loài động vật ở cái nơi nào đó, thì các bạn coi nè. Chắc chắn là các bạn không biết cái reserve và cái gì. Nhưng mà chim nature là biết không? Biết chứ, thì các bạn dự đoán đi. Bởi vì câu này là câu về thì có thể có những cái từ vựng trong đó các bạn không biết, các bạn làm vẫn được không sao? Cho nên khúc này các bạn chế như này, tất cả những loài động vật ở trong cái nơi nào giải bộ trong. Ở cái gì thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên giải bộ như vậy đi. Được chứ? Nhưng mà câu này chắc chắn là thì gì? Be going to, đúng không bạn? Và chủ ý nó nhiều, xác định chủ ngữ thôi. Làm sao biết nó nhiều? Animal số nhiều, được chưa? Rồi, và động từ chính, động từ của nó động từ gì các bạn? Động từ đóng mở ngoặc là gì? Tại trong này thầy không thấy, đây. Đó chính là từ feed. Được chưa? Thì ở nãy thầy dùng nó các bạn, đó chính là gì đây? Be going to, chia thầy coi. Chia thầy đi các bạn. Are going to, nhưng mà bị động của be going to là gì? Are going to be. Được chưa? Nhớ đối với trường bị động, các bạn coi nè, thì rõ ràng câu này tại sao nó có are? Are là bởi vì theo công thức be going to, mà be này buộc phải chia bởi vì be này là động từ chính. Câu này nó cũng có động từ thứ hai, đó chính là động từ be nữa nè, nhưng be này đâu ra? Do bị động. Mà một câu nó chỉ chia đúng mấy lần động từ thôi, một lần thôi, cho nên đó lý do tại sao chữ be phía sau không còn chia nữa. Ok chưa? Rồi, nhưng mà cục ba của fit đó chính là gì? Khó, đúng không? Đó, thì cục ba và cục hai của fit đó chính là fact. Bỏ giúp thầy chữ e là xong các bạn ha. Thì ghi chú vào cho thầy đó chính là fit, rồi gạch mũi tên ra fact, viết như vậy là các bạn tự động hiểu cục hai cục ba của nó là fact. Đó, phải học thôi các bạn. Rồi, học thầy đó chính là gì? Nature Reserve là giữ bằng. Nature Reserve thấy chưa? Khu bảo tồn thiên nhiên. Còn thầy có Conservation Team, đó chính là đội gì đây? Đội bảo tồn.
hợp thành cái từ conservation, đó chính là cái sự bảo tồn, thấy chưa các bạn? Nó thấy không? Nó không đem đều là mấy đứa thấy nó chướng khí không? Conservation, đội bảo tồn. Vậy cả lớp dịch lại câu này, thầy coi câu số 3 nha này các bạn. Cả lớp luôn. Theo như kế hoạch, tất cả những loài động vật ở trong khu bảo tồn thiên nhiên sẽ được feed, feed là gì? Cho ăn. Sẽ được cho ăn, by, sẽ được cho ăn bởi cái đội bảo tồn. Được chưa? Tiếp tục thầy câu số 4. Rồi câu này cũng là quá khứ, đúng không bạn? Rồi thì dự bằng chi con chỉ còn xác định, khỏi còn biết từ vựng các bạn làm vẫn được, đúng không bạn? Rồi câu này chủ ý là nhiều ở số ít trên tu bi của nó sẽ là word, còn construct của ban của nó là gì? Thêm đi thôi thầy là xong. Thì câu này sẽ là word constructed. Rồi dịch này các bạn ha, Imperial Academy. Không thấy cái danh từ Academy, đó chính là học viện. Có Imperial thì thôi có học cũng được, không sao. Cái này lên 11 các bạn học. Thì construct nó sẽ đồng nghĩa với từ build là gì ạ? Build, xây dựng. Ở trên nó sẽ đồng nghĩa từ build, xây dựng. Nhưng mà quá khứ vật cục 3 của từ build đó chính là từ gì các bạn? Quá khứ vật 3 của build là các bạn bỏ đờ thành tờ. Ok chưa? Thì cái học viện Hoàng gia nó được xây dựng vào năm 1076 dưới cái sự trị vì của vua Lý Nhân Tông. Rồi câu tiếp theo, the university, câu này dịch giùm thầy các bạn, câu này không có dấu hiệu thì phải dịch. Trường đại học Oxford rank. Rank là gì các bạn? Động từ đó là gì? Mình biết là hạng đúng không? Nhưng mà động từ là gì các bạn? Xếp hạng. Không phải thăng hạng, xếp hạng các bạn. Thì chắc là dịch là được xếp hạng là top 5 trường học trên thế giới. Chắc chắn câu này là thầy gì các bạn? Dịch là đơn bởi vì đang nói về cái sự thọt cái bản chất đúng không? Thì khi thầy chú ý rất nhiều. Ít cho nên tôi bi sẽ là is và chữ rank, bí quá thì chỉ còn thêm ed. Không, thầy cái giới từ among, không có among các bạn ha, among. Among giới từ nó sẽ mang nghĩa là giữa hoặc là trong số. Giữa hoặc là trong số. Chủ nhật mấy giờ em học ra? Em học sớm với bạn 7 rưỡi ra luôn hả? Lên đó không linh động được đúng không? Đúng vậy, được rồi ra. Thầy thế hả? Cho nên thôi, trên tinh thần là chủ nhật là mình thường hay về trễ thôi nhé các bạn. Bởi hôm nay học ít quá. Ráng thôi biết sao giờ. Là tối thứ tư nữa. Ừ. Tôi ráng thôi nhé các bạn. Mà thấy giờ ở Cam Ranh mà 9 giờ rưỡi về thì thầy thấy nó bình thường quá rồi đứa. Còn khoảng 11 giờ đâu mà sợ. 9:30 là bán rồi hả? Thầy giờ đó thầy không bao giờ thầy ra được cho thằng biết là nó bán hay không? Thì đó tôi mới bán đó. Ôi nha. Thầy thì hồi xưa thầy ở trong Sài Gòn mấy đứa 9:30 thầy mới đi ra ngoài đường luôn á. Trời ơi. 9:30 thầy mới bắt đầu thì đi làm luôn á, là mấy đứa hiểu rồi. Hồi xưa thầy làm trong ba trong lớp hả? Mà 9:30 là người ta chưa mở nữa, phải tới 10 giờ mấy người ta mới mở. Thấy không? Rồi câu số 6 cho thầy. Câu 6. Câu này, đầu tiên xác định thầy, thầy gì các bạn? Hiện tại đơn chỗ nào? Em hiện nay bước thứ 2 xác định gì? Chắc chắn là bước bị động thì bỏ mày bước thứ 2 có động từ không? Chắc chắn nó có động từ rồi, đúng không? Nhưng mà bước thứ 3 đó chính là xác định gì? Thể, cái này thể gì? Nghi vọng. Được chưa? Rồi, sau đó là gì nữa? Xác định chủ ngữ ít hay nhiều? Your car là chủ ngữ ít hay nhiều? Sự ít cho to be của nó sẽ là? Is. Is chỗ nào? Câu hỏi cho nên nhiệm vụ mình sẽ quăng to be lên trước chủ ngữ, cho nên câu này sẽ là gì bạn? Is your car, rồi what thì như nó các bạn thêm đi thôi. Gì vậy thầy có các bạn? Xe ô tô của bạn được
rửa mỗi ngày, đúng không? Nó trông rất là clean, nó trông rất là sạch. Mà sạch mà spotlessly đó chính là sạch bóng luôn chứ thầy. Không thầy, ghi chú thầy một cụm đó chính là spotlessly clean, đó chính là sạch bóng. Sạch bóng. Rồi câu số 7 chắc chắn là thể gì đúng không? Thể gì đây? À, nghi vấn đúng không? Rồi dịch trước thầy câu nào không có dấu hiệu chưa? Phải đọc. How many languages? How many là gì? À, bao nhiêu ngôn ngữ được nói ở Canada? Câu này chắc chắn thể gì? Hiện tại đơn, sự thật bạn chót. Đúng không? Thì chị này đang câu hỏi các bạn, đang câu hỏi. Câu này ít hay nhiều? Nhiều, nào sao biết? Nhiều ngôn ngữ, đúng không? Cho nên chia là gì các bạn? Are. Rồi, cụm 3 của speak đó chính là speaker là mở rồi đó, đó chính là spoke, rồi chính là spoke đây. Spoke, spoken. Đây chứ các bạn, spoken. Are spoken. Rồi nhớ thầy, speak quá khứ của nó là gì? Speak quá khứ của nó là spoke. Đó, mấy cái này thì chưa biết nữa. Và cụm 3 của nó là spoken, ok. Rồi câu số 8, lướt qua, có dấu hiệu gì rồi các bạn? At the moment. Thì dấu hiệu của thầy hiểu không? Hiện tại, tiếp diện. Được chưa? Vậy cấu trúc hiện tại tiếp diện là chim này các bạn? Câu này chủ yếu rất nhiều. Nhiều chỗ nào? Hoa, đúng không các bạn? Số nhiều này, chia thầy are. Rồi cấu trúc bị động của hiện tại tiếp diện là gì? Are. Going to be. Đúng, hiện tại tiếp diện mà going to làm gì? Are. Are being. Were being. Rồi sau đó mới hiểu bạn động từ cột. Ba, động từ câu này là động từ gì đây? Water. Water. Thì nhiệm vụ water các bạn chỉ còn thêm để đi thôi là xong. Are being water at the moment. Thì hoa ở trong vườn như đó bạn. Hoa ở trong vườn như nào mấy đứa? Đang được tưới. Thì người ta nói gì phải gì là đang chứ. Đang được tưới vào lúc này. Vậy trong trường hợp này mình đã biết hoa nào chưa? Và mình đã biết khu vườn nào chưa? Biết chưa? Biết rồi chứ. Sao mà không biết được? Biết chỗ nào? Nó có từ gì? The. Ok chứ? Tiếp tục câu số 9. Look. The sky is really dark. Nhìn kia. Bầu trời nó đen thui như mực. Và gió nó đang rất là mạnh. Our village. Ngôi làng của chúng ta. Như nào đây các bạn? Thì câu này các bạn nghĩ là thì gì? Hiện tại gì? Hiện tại đất diễn là đang hả? Cái này đã có mưa chưa? Đã có bão chưa? Chưa mà các bạn, chưa mà đúng không? Nó đang là dấu hiệu thôi. Thì câu này phải dùng thì tương lai, nhưng mà tương lai đơn hay là tương lai mới be going to? Tại sao đơn, đơn làm gì? Tại sao câu này phải có đơn? Phải be going to chứ. Tại sao các bạn? Cái be going to nói về kế hoạch, nhưng mà nó còn nói về gì nữa? Một sự việc nói như nữa bạn, chắc chắn sẽ xảy ra dựa trên những điều mình nghe và thấy. Đó, là quân cách dùng thứ hai của be going to rồi, cho nên câu này là những điều mình nghe và mình thấy, đúng không? Chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Thì chim này có các bạn, our village chỉ rằng y, bởi vì làng là một làng nè. Is going to be. Rồi, cục bạn có hit đã. À, bạn là hit. Thì các bạn nhớ này, trong Anh nó sẽ có một số dạng biến đổi của động từ cục 2 và cục 3. Đó chính là, có quy tắc thì các bạn thêm gì? Thêm đi. Thêm in gì? Thêm đi. Cái thứ hai bóc quy tắc đó chính là gì các bạn? Là mình sẽ chuyển đổi nó hoàn toàn khác so với từ gốc. It thì quá khứ của nó là ate và cục 3 của nó là eaten. Nhưng mà nó còn một dạng nữa, đó chính là quá khứ và cục 3 của nó vẫn là chính nó. Được chưa? Vì hit nó là một cái ví dụ đầu tiên. Thì quá khứ và cục 3 của nó vẫn là chính nó. Tiếp tục thành còn một số từ nữa. Còn từ gì nữa không? Cut, chắc chắn rồi. Còn từ gì nữa? A put. Được chưa? Rồi từ gì nữa? Set. Ok chưa? Rồi tạm thời là bốn từ này trước giúp thầy. Nhớ cái chú thầy. Thì có thể các bạn có thể là một cái quy tắc đó chính là gì? Các bạn viết, ví dụ như ít, các bạn cứ quẹt quẹt như vậy đúng không? Nhưng mà đối với từ trừ hit thì các bạn cứ khoanh như vậy là tự động hiện cục 2, cục 3 của nó vẫn là chính đó. Hiểu được chưa? Rồi. Nếu ngượng ngượng thì các bạn cứ dài dòng chính là hit 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 thôi. Được chứ? Tự viết lặp lại làm gì đó, chỉ còn khoanh như vậy nó tạo thành quy tắc của tụi mình. Được chưa? Rồi, ngôi làng chúng ta sắp bị hit là sắp bị gì? Tấn công.
bởi cái cớm bạo. Rồi chữ hiếp là tấn công hoặc đánh đập đúng không? Rồi tiếp tục này chính là câu số 10. Rồi câu này có dấu hiệu gì của các bạn quá dễ rồi. Ở câu với dấu hiệu của thầy gì các bạn? Quá khứ đơn. Vừa tiếp diễn rồi. Quá khứ đơn thầy. Rồi câu này chú ý rất nhiều. 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 His books đúng không các bạn? Thì chi quá khứ của nó là gì các bạn? Were. Và phần 3 của nó sẽ là gì? Stolen đúng không các bạn? Stolen. Một bài học thôi. Thì steal quá khứ của nó. Steal mang nghĩa là gì các bạn? Trộm. Quá khứ steal đó chính là stole. Và phần 3 của nó các bạn chỉ có thêm chữ N thôi, đó chính là stolen. Đó, cái này chắc chắn phải tự nhớ thôi. Phải học thôi các bạn. Stole, stolen. Là những cuốn sách của này đã bị trộm 2 tuần trước. Xong chưa? Tiếp tục thầy câu số 11, dịch cho thầy nha. Ngôi nhà của tôi, cái mà đã bị destroy, phá hủy trong cơn bão, thì nó đã bị phá hủy chưa? Rồi thì cái này phải là thấy quá khứ đơn, mặc dù nó không có dấu hiệu nhưng mà phải tự nhầm hiểu. Thì chia thầy coi các bạn, which gì đây? Was, bởi vì một ngôi nhà mà đúng không? Was destroy thì các bạn chỉ còn thêm ed thôi là sao? Những cái từ mà các bạn nhớ như này, một cái động từ nào mà nó dài á thì chắc chắn là bị động của nó nhiều khả năng là thêm ed. Được chưa? Rồi. In the storm, ngôi nhà của tôi đã bị tàn phá trong cơn bão. Rồi gì nữa các bạn? Tuần sau nó như nào các bạn? Tuần sau chắc chắn là dấu hiệu của thầy gì rồi? Tương lai. Được chứ? Tuần sau nó sẽ được gì đấy? Xây dựng lại. Thì cái việc mà được xây dựng lại thì nhiều khả năng nó phải gì các bạn? Vậy tương lai đâu hay be gone to đấy? À, đúng rồi, phải be gone to. Bởi vì xây nhà lại thì phải có kế hoạch chứ, đúng không? Thì chia thầy coi. Is. Bởi vì ngôi nhà một ngôi nhà mà. Is going to be. Rồi nãy nó chỉ build chứ. Quá khứ của ba của nó chỉ còn biến đờ thành tờ sóc. Đó. Làm tự tự là nó ra rồi á. Rồi câu số 12. Bạn câu này không có dấu hiệu. Đọc và dịch. The students. Cái lớp gì thầy coi. Học sinh của gì đó các bạn? Học viện Hoàng gia. Như đáp án. Rồi phải biết từ select. Sẽ được gì đây? Sẽ được cái gì đây? Từ. Từ gì các bạn? Từ cái examination. Từ gì đây các bạn? Exam là gì? Từ cái bài thi local. Từ những bài thi local là gì? Không biết, vừa nghe từ local luôn hả? Những bài thi ở địa phương. All over the country. Tất cả đất nước là sao? Ở khắp đất nước hoặc là toàn quốc. Được chưa? Rồi, vậy câu này thầy dịch lại. Các bạn phải dịch chay trước. Học sinh của học viện Hoàng gia thì được cái gì đó từ những cái kỳ thi ở địa phương toàn quốc. Vậy câu này mình sẽ chọn thầy gì đây? Câu này là dùng thầy gì? Câu này, các bạn nhớ các bạn đọc một câu, các bạn phải xác định được dùm thầy câu này nó đang chung chung hay nó đang cụ thể. Đó, các bạn nhớ này, từ đây về sau đọc một câu các bạn cũng có thể xác định thầy câu này nó đang chung chung hay đang cụ thể. Bữa thầy nói bạn dùng mà chung chung chưa? Nói chưa ta? Chưa nói đúng không? Nói rồi chứ. Ví dụ thầy cho bạn, ví dụ tôi yêu chó, có chưa? Đó thì nói chung chung cụ thể vậy, chưa có. Ví dụ tôi yêu chó là đang chung chung hay cụ thể? Chung chung, còn cụ thể là gì? Khi này cho thầy ví dụ ý. Tôi yêu con chó của tôi. Con tôi thích con chó ở ngay đằng kia quá, thì là cụ thể. Được chứ? Hoặc là tôi thích những con chó lông mượt chẳng vậy. Tôi thích những con chó chân ngắn thì rõ ràng nói chung chung. Và bữa thầy cho các bạn một cái ví dụ đó, thầy cho một quy tắc là gì, chính là gì? Nếu mà một cái danh từ mà nói chung chung thì mình sẽ nó làm gì nó? Thêm s là mình đang làm gì nó? Tự thêm s, từ nào cũng chẳng đấy, từ nào cũng thêm s hả? Thêm s là mình đang làm gì? Biến nó thành danh từ số nhiều nó mới đúng chứ, chẳng lẽ bây giờ thầy có lớp học em thêm s vô số nhiều nó hả? Đâu được. Em phải nói chuẩn là gì? Nếu một danh từ mà nói chung chung thì sẽ là gì các bạn? Nữa. Sao mấy đứa cứ lúc nào cũng thêm s là sao? Bây giờ thầy có từ class số nhiều của nó thêm s vô hả? Và nó đúng là gì? Mình biến nó thành số nhiều
thì số nhiều em 1 em thêm S hoặc em thêm ES. Rồi em có thể ví dụ như person số nhiều của nó là gì? People, nó có thêm S đó. Đâu có đâu, cho nên các bạn nói thêm S là số nhiều là bị gì? Chưa đúng hẳn. Chứ sai thì không sai, bị thiếu thôi. Kể chơi cho thầy nói lại, nếu mà một danh từ mà nói chung chung thì mình sẽ biến nó thành số nhiều, mà khi nào nó danh từ đó mới biến thành số nhiều. Nhưng mà danh từ đó nó phải biến thành số nhiều khi mà nó là danh từ dữ bảo. Đếm được thì nó biến thành số nhiều chứ. Chứ danh từ không được thì biến thành số nhiều được không? À không, cho thầy nói là một lần nữa. Nhớ thầy, cái này nói rồi mà các bạn. Nếu một danh từ mà nói chung chung mà nó đếm được thì các bạn sẽ như nào? Biến thành số nhiều và các bạn không thêm mạo từ phía trước nữa. Không thêm under phía trước nữa. Được chưa? Còn nếu mà nó không thêm đếm được thì như nào? Thì cứ để nguyên và không thêm bốc gì nữa. Ví dụ tôi yêu tiền, I love money, tiền có đếm được đâu. Và cũng không thêm the, I love the money gì nữa. Được chưa các bạn? Đó là như vậy. Rồi, vậy câu này thì và các bạn thấy nhớ thêm cái nữa đó chính là gì? Thường ở hiện tại đơn nó sẽ nói chung chung hay nói cụ thể. Ví dụ nha, ví dụ tôi tắm 3 lần một ngày, hoặc là hươu cao cổ là loài động vật cao nhất trên thế giới chẳng vậy. Đó, thì các bạn coi hiện tại đơn thường người ta sẽ nói chung chung hay người ta nói cụ thể? Người ta sẽ nói chung chung chứ các bạn. Hươu cao cổ có biết con hươu cao cổ nào đâu. Rồi tôi tắm 3 lần một ngày, là mình có biết mình tắm ngày nào không? Cụ thể là gì? Ngày hôm qua tôi tắm tại ở ngoài hồ bơi. Đó thì nó mới cụ thể là biết thời điểm nào. Các bạn hiểu chung chung cụ thể chưa? Cho nên nhớ thầy, hiện tại đơn thường nó sẽ nói một cách chung chung, còn hiện còn những thì còn lại thường người ta sẽ nói một cách cụ thể. Ví dụ ngày mai tôi đi gặp bác sĩ thì nó cụ thể chung chung. Cụ thể. Còn chung chung là gì? Mỗi tháng mẹ tôi đều đi gặp bác sĩ. Được chưa? Thì cái đó mới là chung chung. Kệ chưa? Khái niệm chung chung cụ thể từ nay về sau là học thầy nói rất nhiều đó. Nó rất là quan trọng cho các bạn. Kệ chưa? Thì coi câu này các bạn nghĩ nó đang chung chung hay cụ thể? Đã biết học sinh nào chưa? Coi kỹ như này, câu này đã biết học sinh nào chưa? Mà thiệt luôn mấy đứa. Nó không thì mấy đứa lắc đầu thì chắc là nó phải gật đầu rồi. Nó có hai lựa chọn chứ mấy. Nhưng giải thích tại sao là biết học sinh nào rồi? Thì cho nên thầy nói các bạn trước khi mà các bạn trả lời thầy, các bạn phải coi trong câu đề giùm thầy một cái. Là biết học sinh nào chưa? Rồi nè. Ok chứ các bạn, thì câu này là gì? Những học sinh của cái học viện gì đó nó đã được lựa chọn từ cái kỳ thi ở địa phương cả nước. Được chưa? Thì câu này đang cụ thể hay chung chung đó lần nữa? Làm sao biết cụ thể? Có tờ là biết ai đó rồi. Cho nên câu này là thầy sẽ không dùng hiện tại đơn nữa, mà thầy sẽ dùng những các bạn quá khứ đơn là thầy luôn. Là những học sinh đã được chọn. Được chưa các bạn? Còn nếu nó chung chung là gì? Ví dụ như là để mà đi vào đại học thì học sinh có hai cách. Một là xét học bạ, hai là thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì câu đó là mới chung chung. Bởi vì có biết học sinh nào không? Không. Mà nãy thầy nói với bạn rồi, nếu mà hiện tại đơn thì người ta sẽ nói một cách chung chung. Mà câu này nó có chung chung không? Không. Được chưa? Có chữ tờ là cụ thể rồi, xác định rồi. Cho nên câu này khó, thầy sẽ dùng đó chính là quá khứ đơn. Được chưa các bạn? Thầy nghĩ là đề thi ra vấn đề bị động nó sẽ không ra câu này đâu. Được chưa? Nhưng mà thầy cho câu này để thầy giải thích lại các bạn cái vụ mà chung chung cụ thể. Cái chơi cho nên thầy nhắc lại, hiện tại đơn thường người ta sẽ nói một cách chung chung. Còn những thường còn lại thường là nó sẽ cụ thể. Ví dụ ngày hôm qua tôi ăn tại một nhà hàng sang trọng thì là cụ thể. Bởi vì biết thời điểm ra chưa? Ngày hôm qua. Ok chưa các bạn? Rồi. Thì con này chia thầy, theo thầy động từ select đi. Select nó sẽ đồng nghĩa với từ choose, chọn. Nhưng mà select quá khứ của nó là gì? Thầy mày đi. Và câu 3 của nó là thầy mày đi. Còn choose học thầy quá khứ của nó là gì các bạn? Chose. Và câu 3 của nó sẽ là chosen, là không còn khác mà buộc phải học. Thầy nhắc lại lần nữa, chữ select và chữ choose đều mang nghĩa là gì? Chọn. Nhưng mà quá khứ và câu 3 của hai từ nó khác nhau. Ok chưa? Mấy đứa biết cho mình chỗ nào bán bánh tráng trộn ngon không? Thân thèm không? Chỗ nào mấy đứa? Nhưng mà không phải chỗ nào nó cũng ngon. Thầy nói thiệt mấy đứa, thầy chưa bao giờ thầy thấy một cái quán tiệm bánh tráng trộn mà nó dở mà nó mắc tới vậy luôn á. Cái chỗ mà vòng xoay ngã 6 đó các bạn, đi lên trên chút xíu là có một quán ở bên tay trái á. Ta không biết tên. Nó bán đậu hũ luôn. Không phải đậu hũ mà nó bán bánh tráng tùm lum đồ ăn hết trơn á.
mà thầy thì có một thầy mua một lần bình thường anh giá mấy đứa có 20-30 đúng không, một lần thầy mua tới 200 mấy, khoảng 300 ngàn. Trời đất ơi đó, thầy sợ luôn, thầy tưởng luôn má ơi. Như là thầy mua một cái hũ muối, một hũ muối có như đây à mà 30 ngàn, muối thôi mà bán thầy 30 ngàn, muối để chấm bánh tráng nó vào 30 ngàn. Trời ơi kinh khủng khiếp, cho nên giờ thầy không biết cam ranh là chỗ nào bán bánh tráng chỗ ngon luôn á, mấy đứa chỉ thầy đi. Là đại sĩ hả? Thầy tin em nha. Rồi. Ý là cái đó là cái trộn trộn ăn liền. Trộn trộn mà có đủ thứ món mà chọn á. Trên đó. Trên đó. Ok. Thầy sẽ tạm tin mấy đứa nha. Quán có cái bà với lại cái ông cao đó thầy quán. Vậy luôn hả? Già hay trẻ? Dạ, cũng trung trung tuổi nhưng mà tên quán này đông quá. Ok, thầy sẽ tin mấy đứa một lần này. Rồi vậy câu này chim thầy đó chính là giữ bằng, câu này chủ yếu nó nhiều. Nhiều, ở thì gì? Quán cái đơn cho nó bi của nó sẽ là Word và chữ select để làm thêm. Easy thôi là xong. Đó quá đó. Giờ nãy giờ mới học có chưa tương tiếng nữa. Rồi làm thầy những câu trắc nghiệm nè. Tự luận để ngày mai làm. Bởi vì phần tự luận thầy hướng dẫn các bạn cách để làm một câu tự luận ở bị động nữa mà giờ không có nhiều thời gian. Ngày mai mình sẽ sửa. Oh my god, nhiều quá. Hồi bữa làm mấy câu phát âm rồi đúng không? Rồi làm thầy những câu trắc nghiệm bởi vì có từ vựng như trời. Rồi vô. Rồi các bạn coi đứng giữa the và of. Nhớ thầy đứng giữa the và of nó chắc chắn là từ loại gì? Danh từ. Thì nếu mà đối với thuật câu mà nó ra một dạng như này thì các bạn dịch chay chứ nó chính là gì? Bởi vì mình biết nó là danh từ rồi, cho mình thầy dịch là gì? Cái gì đó, cái này thầy nói bạn chưa? Còn tính từ thầy dịch là gì? Như thế nào đó. Còn động từ là gì? Làm cái gì đó. Ok chưa? Thì này là danh từ gì là gì? Cái gì đó của cái green nature. Cái này là cái tổ chức. Tổ chức mà thiên nhiên xanh đi. Cái gì đó của tổ chức này. Đó chính là à cái này các bạn cái gì đó của tổ chức này. Cái mà đã được thành lập bởi cái gì của trường chúng tôi. Vậy bộ mấy của trường cái gì của trường tôi kể đó, bởi vì cái này khỏi quan tâm. Cái mà đã được thành lập bởi trường chúng tôi đó chính là làm giữ bạn raise students awareness. Cái bữa thầy gì các bạn cầm đây chứ, đó chính là gì? Nâng cao nhận thức của học sinh về về gì? Môi trường. Về cái gì? Về môi trường chứ. Cái việc bảo vệ môi trường cũng như là cái việc là việc về về vệ sinh được chưa? Rồi thì cái này chắc chắn là cái gì của tổ chức này. Cái item là cái gì? Item là gì? Vật phẩm, món đồ tự nhiên, vật phẩm, cái này vật phẩm á. Đang muốn nâng cao nhận thức mà cái này vật phẩm á. Cái này phải là gì? Cái mục tiêu. Rồi chứ mục tiêu thì có câu nào là mục tiêu? Rồi bữa thầy chưa dạy các bạn từ mục tiêu hả? Rồi chưa thì giờ học thầy cái mục tiêu đó chính là câu A, N. Được chưa? Aim là mục tiêu đó. Rồi thấy chị em chưa? Mục tiêu từ này có trong sách nha các bạn. Ủa chú học từ này luôn hả? Trên trường chú dạy luôn. Có từ này sao giáo viên chưa dạy mấy đứa? Hoặc có thể dạy là mấy đứa chứ không nhớ. Hôm thầy ngoài từ aim là mục tiêu, thầy còn một số từ là mục tiêu nữa. Đó chính là từ gì? Goal. Có bạn thấy từ này chưa? Cũng chưa luôn má ơi. Rồi nhưng mà còn một từ mà khó hơn từ này nữa, đó chính là học thầy từ này, đó chính là objective. Objective cũng là mục tiêu. Mà thấy trong cái đề của thầy thường đó là nó đó, học thêm thầy ba từ này, aim, goal và objective, mục tiêu. Em đâu dám cãi anh đâu anh Huy. Cãi vụ gì? Rồi họ này chính là Youth Union. Đó chính là đoàn thanh niên. Thấy Youth Union chưa? Đoàn thanh niên, Youth là tuổi trẻ thanh niên đó. Youth Union, đoàn thanh niên. Raise awareness thì nhắc lại chữ của bạn. Là gì? Nâng cao nhận thức của học sinh về cái vấn đề Environmental Protection là gì? Bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh.
Đó, cleanliness thầy dịch là giữ gìn vệ sinh. Rồi hoặc là câu A, waste. Danh từ đó chính là gì các bạn? Chất thải. Được chưa? Danh từ là chất thải. Nhưng mà đối với đứa chữ waste, động từ của nó mang nghĩa là gì? Không phải thải đâu các bạn. Động từ mang nghĩa là, ví dụ you waste my time, you are wasting my time. Lãng phí. Được chưa? Ví dụ thầy nói là don't waste money, đừng có lãng phí tiền bạc. Được chưa? Hôm nay waste, động từ nó là gì các bạn? Làm lãng phí. Rồi collection là gì? Là cái bộ sưu tập, đúng không? Nó là xuất phát từ cái động từ dưới bằng collect. Collect động từ nó mang nghĩa là sưu tập. Nhưng mà ngoài mang nghĩa sưu tập nó còn mang nghĩa là gì nữa? Gom. Gom. Ví dụ gom gì các bạn? Gom rác đó. Nhặt rác rồi đó. Cho nên thầy nói là collection là cái bộ sưu tập. Nó xuất phát từ cái động từ collect. Thì collect động từ là sưu tập, mà nghĩa ai cũng biết. Nhưng mà nó còn mang nghĩa là gì nữa? Gom, gộp lại. Được chưa? Thu gom, đúng rồi đó, thu gom rác đó, đúng rồi. Tại vì là thu gom nhìn thầy. Còn em nhắc lại là gì các bạn? Mục tiêu. Còn item là gì? Món đồ, đồ vật. Đọc là gì các bạn? Item. Rồi câu số 2. Don't là gì rồi? Kịp không các bạn? Don't là đừng, đây là câu mệnh lệnh. Đừng cái gì đây? Đừng cái gì đây? Chắc chắn là phải hành động rồi. Đừng làm cái gì đây? Những cái chai nước đó, bởi vì bạn có thể reuse, tái sử dụng hoặc là tái chế chúng. Chắc chắn là mình đừng làm gì, đừng vứt nó, đúng không? Thì vứt là có câu gì? Câu A, throw away. Nhớ thầy, throw quá khứ của nó là gì? Threw. Và câu ba của nó là gì? Throw. Các bạn thêm đó. Cho nên từ đây về sau các bạn thấy cái từ nào, cái động từ nào có OW thì có thể làm theo quy tắc đó. Có thể thôi nha, không phải lúc nào cũng vậy. Hiểu được chưa các bạn? Nói ví dụ như nãy thầy có từ nào mà có động từ là OW. Từ nào vừa mới làm ở trên bài bị động á, có OW. Grow á, trọng á, grow, rồi grow thêm nữa. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy nha các bạn, không phải đâu cũng vậy nha. Đó, tới giờ nữa rồi á. Không ngày nào mà không hát luôn, không hiểu nổi. Kinh khủng thiệt. Vô văn hóa. Trưa cũng hát, chiều cũng hát, giờ nào cũng hát. Hát là thầy bác công an rồi đó. Rồi, câu B, turn off là giữ bằng. Cái này dễ nè. Tắt, đúng không bạn? Từ tắt nó sẽ đồng nghĩa vô từ này khó hơn, đó chính là switch off. Học thầy switch off, SWITCH, switch off. Tắt. Vậy bật là gì? Turn on hoặc là switch on. Được chưa? Nhưng mà bây giờ các bạn ghi riêng là chữ switch, động từ nó còn mang nghĩa khác nữa. Ví dụ như là hiện tại thầy đang là giáo viên, nhưng mà bây giờ thầy mong muốn switch sang một công việc khác mà nó đỡ gọi là nhức đầu hơn, bởi vì thầy gặp nhiều học sinh ấy quá chẳng vậy đó, thì thầy sẽ mang nghĩa là gì? Chuyển đổi. Được chưa? Cái nhà đó chuyên gia là gì mấy đứa biết không? Hát những ca khúc nhạc vàng. Không, nhạc vàng mấy đứa có hiểu nhạc vàng không? Nhạc vàng là nhạc của chế độ cũ á. Chế độ Cali đó các bạn. Các bạn biết được Cali không? Cali là ngụy là mấy cái đứa mà Tây Sa mà phản quốc đó các bạn. Nếu các bạn học lịch sử các bạn sẽ biết con người đó. Mà nhà nước mình á, mà ai mà mở mấy cái nhạc vàng đó là phạt đó, các bạn đi tù đó. Mấy đứa có biết Cali không vậy? Mấy đứa TikTok hoài mấy đứa sẽ thấy nó đúng không? Đó. Cho nên thầy nói mấy đứa như này, mấy đứa hiện tại đang ở độ tuổi rất là dễ bị lung lay về tư tưởng.
bắt đầu các bạn sẽ coi những cái thông tin mà nó xa lệch lịch sử là các bạn sẽ đi theo những cái thông tin đó, là tuyệt đối là không bao giờ mà các bạn lung lay tư tưởng nha. Đó, bắt đầu các bạn sẽ thấy ở trên mạng người ta sẽ chửi, người ta hoặc là người ta phàn nàn rất là nhiều về Đảng Cộng sản. Đó, bắt đầu người ta kêu Đảng Cộng sản là tụi bò đỏ, rồi kia còn tụi mình thì kêu tụi nó là gì mà cà ly đó, được chưa? Đó, khát nước rồi đó các bạn. Cho nên thầy nói các bạn tuyệt đối sau này, từ nay về sau dù có như thế nào đó, các bạn phải luôn trung thành, nghe chưa? Tuyệt đối không bao giờ lung lay tư tưởng, thầy nói cho biết trước. Rồi thầy quay trở lại chính là từ switch. Nếu mà các bạn switch sang một cái chế độ khác là các bạn là Hàn Quốc đó. Ok chưa? Switch là gì các bạn, thầy nhắc lại? Chuyển đổi. Ok chưa? Rồi còn search for là gì các bạn? Search for là gì? Tìm kiếm. Nhưng mà clean up, dọn dẹp vệ sinh, đơn giản thôi. Đó, đề thi có thể ra những câu này ha các bạn. Tiếp tục. Bên tay phải em, bên tay phải, bên tay phải. Rồi vô. Câu này khó nè. Ôi chà, câu này khó quá. Heavier thighs. Các bạn coi có chữ suốt ngay đây là nên đúng không? Thầy nói bạn rồi, suốt đó được xem là dữ không? Động từ kiếm khuyết. Thì chắc chắn trước chữ suốt nó phải là từ, trước chữ suốt nó đang là gì? Chủ ngữ. Mà chủ ngữ là gì? Danh từ. Được chưa? Mà cái này heavier thì nó đang là gì? Heavier là nặng, đó là gì? Tính từ. Thì chắc chữ pha này đang là gì? Danh từ để tạo thành một cụm danh từ. Được chưa các bạn? Vậy chữ file này, I'm fine, thank you, and you. Vậy chữ file là gì các bạn? Tôi khỏe. Nhưng mà trong hộp này khỏe là từ loại gì? I'm fine, khỏe là gì các bạn? Tính từ. Nhưng mà cái này đang là danh từ mà. Mà từ này đã thêm S nữa thì chắc chắn file đang là gì? Danh từ. Vậy danh từ của nó mang nghĩa là gì? Cái gì nào? Đó, thì đó chính là hình phạt. Hộp này file, danh từ mang nghĩa là hình phạt. Rồi, file danh từ là hình phạt. Nhạc vàng á mấy đứa, ghét chưa? Mấy đứa có nghe những cái ca khúc của chương trình Paris by Night không? Bây giờ mấy đứa có nghe Paris by Night không? Paris by Night là nguyên một đồng Cali đó, nó tuyên truyền những cái bài hát ngày xưa đó các bạn. Mà nó chống phá nhà nước đó. Nguyễn Ngọc Ngạn đó là nguyên ổ luôn đó em, đúng rồi đó. Nguyễn Ngạn nó toàn Thúy Nga nó toàn chửi chế độ không à. Nó làm được gì đâu, tụi nó làm được gì đâu. Hồi xưa thầy đâu có biết đâu, thì thầy cứ nghe thôi. Ở nhà hàng xóm có mua mấy đó thì về nhà thầy nghe, thầy có biết gì đâu. Nhưng mà lớn lên là mình phải nhận ra những vấn đề đó các bạn ha. Rồi, thì câu này khó các bạn ha. Câu này hiểu nó mang là gì các bạn? Những hình phạt mà nó nặng hơn thì nên được gì đây? Đối với những cái người mà họ gì đây? Họ làm gì rác? Litter bữa học chưa là gì các bạn? Rác đó, những người vứt rác đúng không? Được chứ? Rồi thì động từ nào vứt rác? Vậy rồi. A drop litter. Đúng không? Chọn thầy chính là câu D. Drop litter. Nhớ thầy, rác là một danh từ không đếm được nhớ các bạn. Drop litter. Rồi vậy giờ học thầy động từ impose, áp đặt. Đi theo với từ on, impose on, áp đặt lên. Rồi tới câu số 4. Ủa, 5 rưỡi à. Câu số 4. This article. Lẹ lẹ các bạn ráng làm 10 câu rồi thầy cho về. This article, cái bài báo này nó show là những bạn thể hiện hoặc là hướng dẫn hoặc là cho thấy. Được chưa? Thầy nhắc lại từ article là gì các bạn? Bài báo. Được chưa? Rồi mà thầy có đó chính là gì các bạn? Show là gì các bạn? Thể hiện hoặc là hướng dẫn hoặc là cho thấy. Ok chưa? Thì cái bài báo này thì nói gì đây? Hướng dẫn bạn, how to hướng dẫn bạn cách, how to gì là cách các bạn ha. Hướng dẫn bạn cách cái gì đây? Làm cái gì đây? Cái household ways thì các bạn, household way là cái gì? Thì cái ways là gì nãy mới dạy các bạn? Chất thải, household là chất thải.
Trong gia đình thì chị là chất thải dữ bẩn, sinh hoạt sẽ giúp bạn cách hướng dẫn bạn cách làm gì đây, chất thải sinh hoạt một cách properly, một cách đúng đắn phù hợp. Nó sẽ giúp bạn làm gì đây, chất thải sinh hoạt phân loại thì ABCD từ nào phân loại sort, được chưa? Cái từ này trên trường có dạy rồi đúng không bạn, sort phân loại. Rồi học thành cái từ properly là giữ bằng phù hợp đúng đắn, từ này là buộc phải biết các bạn ha, phù hợp đúng đắn. Cái từ bữa thầy dạy bạn household waste rồi mà là gì các bạn, chất thải sinh hoạt, rồi phân tích từ vựng câu A, prevent. Prevent là gì đây, là phải protect, là bảo tồn. Prevent là ngăn chặn. Và nhớ prevent đi theo dưới từ from, prevent from. Đó chính là gì các bạn, ghi chú vào, ngăn chặn khỏi. Nhớ từ đây về sau, thầy nói với bạn từ khỏi thì bạn phải dịch giùm thầy, đó chính là từ from. Prevent from, ngăn chặn. Attract là gì các bạn, động từ là gì, thu hút. Tiếp tục còn câu D, estimate, đây là động từ khó nè, đó chính là định lượng. Hiểu từ định lượng không? Ok chưa các bạn, tiếp tục. Students are encouraged. Học sinh như nào, are encouraged, được gì đây, được khuyến khích, được cổ vũ. Học sinh được khuyến khích thì phải làm gì, rác. Whenever, khi mà họ thấy rác ở trên ground, ở trên mặt đất, được chưa, và put it, và bỏ nó vào trong thùng rác. Chắc chắn là làm gì các bạn, nhặt rác đúng không, thì nào nhặt rác, pick up đúng không. Rồi nhớ thầy, ground là gì các bạn, mặt đất hoặc là sân trường, trong cái trường hợp mà trong sáng các bạn ha. Nhưng học thầy ground đó chính là mặt đó, các bạn thấy chữ ground chưa? Rồi, và thầy có put là gì các bạn? Put là đặt. Đặt rác vào trong bin. Bin đó chính là thùng rác. Câu A, set up là gì các bạn? Nó đồng nghĩa với từ foul nãy đó, thành lập. Đúng không? Set up đó chính là câu A đó các bạn, thành lập. Pick up thì nhắc lại là gì các bạn? Pick up. Pick up các bạn là gì? Nhặt, lượm. Look for, tìm kiếm đồng nghĩa với gì, đồng nghĩa với look for, search for. Còn đây là look after là chăm sóc, cái này dễ ha. Tiếp tục câu 6, runners ai các bạn, người chạy, được chưa, hoặc là vận động viên chạy bộ, là được gì đấy các bạn, remind. Học thầy động từ remind là nhắc nhở, là vận động viên chạy bộ được nhắc nhở. Được nhắc nhở là carry, được nhắc nhở làm gì các bạn, mang, là phải care khi đâu mà quan tâm, đây là carry, là mang, sách. Những vận động viên chạy bộ được nhắc nhở là phải làm gì các bạn, sách theo cái gì của họ đây, sách theo những cái water bottles, những cái chai nước, và câu này là câu từ loại, cầm theo những chai nước gì, có thể làm đầy được. Bữa thầy cho các bạn cụm này chứ, thầy chọn thầy có gì, câu C, refillable water bottles. Bữa thầy nói bạn những cái chai nước đó chưa, rồi đúng không? Nè, ví dụ đây nè, cái này một cái refillable water bottle, ok chứ? Trong gì các bạn, cầm theo ở trong gì? The race, ở trong cái cuộc đua. Race là cuộc đua nha, không phải cuộc thi. Nhớ để thi ra cụm này đó, refillable, có thể làm đầy được. Câu số 7, those chemicals, những cái chemical là gì các bạn, học rồi, những cái chất hóa hả? Nó thêm ấy chắc chắn là danh từ là chất, được chứ? Những chất hóa học ở trong gì đây? Ở trong cái laundry room, ở trong cái phòng giặt đồ, thì nó harmful, thì nó có hại cho sức khỏe, thì harmful for, tại sao harmful đi theo dưới từ như vậy? Siêu bữa dậy chưa? Đó, bữa dậy thầy mới gọi là hả? 7 xíu thôi là for, sao mà dễ lừa quá à? Rồi nhớ thầy, harmful nó mang là tính từ các bạn, for là tính từ, và harmful là một cái tính từ đi theo giới từ to. Và nói gì bạn, extremely, học thầy cái trạng từ extremely. Extremely là gì? Cực kỳ. Thấy từ extremely chưa? Extremely là cực kỳ, cực kỳ có hại.
nhớ ghi chú từ vần 3, học nha các bạn. Extremely. Rồi ba câu nữa nè. You can, bạn có thể cái gì đây? Electricity là gì các bạn? Là điện, đúng không? Mà use là gì? Cái năng phải sử dụng điện mà là cái việc sử dụng điện. Các bạn coi nè, chữ your đang là tính từ sở hữu mà sau tính từ sở hữu nó phải là một cái danh từ, đúng không? Cho nên sau tính từ sở hữu không thể nào chữ you gì là sử dụng được, nó phải là cái việc sử dụng điện. Thì phải là gì? Bạn nên, bạn có thể cái gì đây? Việc sử dụng điện tại nhà bằng cái việc switching off này nói chứ, bằng cái việc tắt đi đèn cũng như là những cái electrical appliances, những cái những cái thiết bị điện khi mà không sử dụng chúng. Rồi thì câu này chắc chắn là gì các bạn? Cắt giảm, chọn thầy câu B. Cut down on, học thêm một cụm. Cắt giảm, cut down on. Thấy chưa? Rồi giờ phân tích thêm nè, break down. Đó chính là gì? Phân hủy. Thầy nhớ năm ngoái thầy dạy cụm này. Và đề thi giữa học kỳ 1 nó ra y dốc câu này luôn. Đó. Mà năm ngoái đề thi giữa học kỳ 1, thầy chắc chắn mấy đứa thử làm năm ngoái hơn, đề nó cực kỳ khó. Năm ngoái hả? Dưới trung bình không? Rất là khó, cho nên thầy biết nói biết trước nha. Rồi thì thầy nói là cụm đó chính là electrical appliances, đó chính là gì các bạn? Appliances là gì? Là gì? Là gì? Thiết bị hoặc đồ gia dụng. Đây là đồ điện các bạn ha, nhớ thầy, electrical appliances, thiết bị điện, thấy chưa? Ok chứ các bạn, thầy nói lại, điện là thầy có từ gì? Electricity là danh từ, điện thôi là danh từ. Còn electrical là gì? Thuộc về điện, nó có đuôi AL. Nhớ thầy, AL là dấu hiệu của từ loại gì? Tính từ, và dịch là thuộc về. Đây thuộc về điện, đề thi nó ra cái vấn đề này nha các bạn. Rồi bạn nhớ thêm một cái đó chính là chữ by. Chữ by ở trong bị động thì dịch là gì? Bởi. Nhưng trong trường hợp này thầm dịch là bởi nữa thì dịch đó chính là bằng cách. Và nhớ by nó là giới từ, mà sau giới từ mà có động từ thì động từ mặc định phải là động từ thêm. Cái này thầy nói bạn chưa? Nhớ, giới từ mà sau giới từ là động từ, về động từ phải thêm in giúp thầy. Ok chữ các bạn. Đó lý do là sao chữ switch nó thêm in. Và thêm cái nữa có chữ when, các bạn thấy chưa? Thường sau when các bạn nghĩ nó sẽ là gì? Ví dụ khi mà tôi về nhà thì sau chữ when nó phải là chủ ngữ, đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn thấy sau chữ when nó có chủ ngữ không? Không có chủ ngữ mà nó lại có động từ. Cho nên sau when mà nó không có chủ ngữ thì động từ nó phải thêm in luôn các thầy. Ok chưa các bạn? Rồi còn gì nữa không? Thầy có đó chính là damage. Chữ damage bữa thầy dạy các bạn không chứ? Đó chính là gì? Tổn thất, tổn hại. Và nó đi theo động từ gì? Do damage to. Được chưa? Gây tổn hại. Do damage to. Bữa thầy cho bạn ví dụ đó chính là gì? Cơn bão Yagi vừa rồi nó đã did damage to những cái vùng phía bắc. Được chưa? Thì nhớ thầy cụm này, do damage to. Còn calculate tổng thể đó chính là gì các bạn? Tính toán, đây là động từ. Đây là những từ vựng trong sách. Calculate tính toán. Còn estimate là gì? Câu này estimate trong này nữa các bạn. Estimate, định lượng. Được chưa? Hoặc là ước lượng. Vậy là ước lượng cho nó dễ hình dung. Ước lượng, ví dụ như là ước lượng hoặc ước tính. Cơn bão vừa rồi ước tính là thiệt hại, cái damage bao nhiêu đó, mấy chục tỷ đồng gì đó chẳng vậy. Ok chưa các bạn? Rồi tiếp tục câu số 9. An organic product. Một cái gì đây? Cái product là cái gì các bạn? Một cái sản phẩm mà nó hữu cơ thì nó sẽ no harm. Nãy ta nói chứ harm chứ, harmful có hại. Còn harm là danh từ mang nghĩa là sự có hại. Được chưa? Thì nói gì đây? Một sản phẩm hữu cơ thì nó không gây hại, đúng không? Thì ABCD từ nào là gây hại? Gây ra? Câu đến cause. Nhớ thầy, động từ cause nó mang nghĩa là gì các bạn? Gây ra. Thì nhớ thầy, harm đi theo động từ gì? Một là động từ cause. Mà các bạn thấy chữ harm nó đồng nghĩa từ gì? Damage, tổn hại, gây hại. Cho nên chữ harm nó có thể đi theo động từ gì luôn? Do. Nhớ này, harm đi theo động từ do hoặc động từ cause. Ok chưa? Rồi, thì chị thầy nhớ các bạn, một cái sản phẩm hữu cơ thì nó như nào? Không gây hại cho cái health, cái gì các bạn? Sức khỏe personal, sức khỏe cá nhân. Thầy có person là con người đó, thì personal là cá nhân. Nhớ này các bạn ha, sức khỏe cá nhân. S, chữ S là gì? Là gì? Bởi vì nó made from, bởi vì những cái sản phẩm hữu cơ đó nó được làm từ gì các bạn? Made làm nè, mà bị động, nó được làm từ những cái material. Vậy từ material là gì? Những cái chất liệu nguyên liệu mà được gì đây? Những chất liệu nguyên liệu mà được sản xuất bởi cái ngành công nghiệp
nông nghiệp hữu cơ. Không, thầy một số từ vựng thầy nhắc lại cái từ agriculture là gì các bạn? Agriculture đó chính là nông nghiệp. Organic nhắc lại là gì mấy đứa? Hữu cơ. Còn thầy có đó chính là cái từ materials là gì? Chất liệu, nguyên liệu, ok. Còn produce thì các bạn produce, sản xuất. Còn product là gì? Đấy, produce là động từ sản xuất, nhưng mà product cái từ trên này là gì? Product danh từ là gì? Sản phẩm. Đây là những từ vựng rất là cơ bản, hiểu không? Rồi câu số 10 cuối cùng nè. S. Rồi nãy ta nói chữ S mà nghĩ là gì chưa? Nhớ, từ nay về sau gặp chữ S tạm thời có thể dịch là gì? Bởi vì nó y chang chữ because vậy đó. Bởi vì climate change. Thì Google bảo thầy các bạn climate change bởi vì cái gì đấy? Bởi thầy dạy các bạn từ climate chưa các bạn? Chứ sao dạy từ vựng mà quên hết sạch rồi? Khí hậu cái gì đây? Biến đổi khí hậu. Bởi vì biến đổi khí hậu nó như nào đây? Nó has been, nó là một cái issue, nó là một cái vấn đề nóng, hội nóng bỏng đó. Bởi thầy dạy các bạn động từ heat, cái từ heat chứ. Heat đó chính là nhiệt độ, được chứ các bạn? Rồi thầy dạy bạn heating system, hệ thống sưởi ấm, nhớ không? Đó, thì đây là một cái issue. Issue là gì các bạn? Hả? Vấn đề. Bởi vì biến đổi khí hậu nó đã là một cái vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm nay, 4 years. Cho nên chúng ta must, chúng ta phải adopt. Adopt là gì? Làm theo, được chưa? Chúng ta phải có làm theo một cái gì đây? Một cái lifestyle, một cái lối sống xanh và một lối sống như thế này các bạn. Lối sống xanh và một lối sống raw. Bữa thầy dạy bạn từ raw là gì? Thô hoặc là sống, đúng không? Đồ ăn thô hoặc đồ ăn, thầy nói đồ ăn nó sống thì dùng từ raw. Nhưng mà thầy có raw materials là gì các bạn? Material, nguyên liệu thô, vật liệu thô. Cái này có thô không? Không, không thể nào lối sống thô được. Được chưa câu B? Lối sống eco-friendly, lối sống gì? Thân thiện với môi trường, được không? Được. Rồi câu C, lối sống mà nó sustainable là gì các bạn? Học từ đây. Cái từ này bữa thầy dạy luôn rồi mà. Bền vững về môi trường đó. Một cái lối sống bền vững về môi trường được không? Cũng được. Câu D, một lối sống mà nó clean. Clean là gì học thầy? Cái từ này có trong cái phòng, ngay cái phòng đầu tiên getting started đó. Giữ rồi mà giữ, phải keep rồi mà giữ. Học thầy clean tính từ nó mang nghĩ là hứng thú hoặc đam mê. Hứng thú, đam mê hoặc là hào hứng. Ví dụ tôi rất hào hứng khi mà nói với bạn rằng thì có công thức đó chính là gì? I am keen. Và nhớ này, keen đó là từ loại gì? Tính từ. Mà nếu sau tính từ là một cái động từ thì vô lòng nó phải có to ngay giữa thôi. I am keen to. Được chưa? Nhưng mà nếu các bạn nói là tôi đam mê hát đi, I am keen. I am keen không keen to sing mà phải là keen on singing. Thì nhớ thầy, keen nó sẽ đi theo với từ on. Và sau on thì động từ phải thêm in. Thì ghi hai ví dụ này vào và học cho thầy. Thầy thấy là môn tiếng Anh là mấy đứa là bỏ bê rất là nhiều đó. Các bạn mấy môn khác đâu có từ vựng gì để các bạn học. Tiếng Anh là có từ vựng mà các bạn không học đó là chết hết rồi. Thầy nhắc từ đầu năm rồi. Mà giờ hỏi lại, hôm bữa ngày chủ nhật là học những cái từ vựng trong phần phát âm để phục vụ cho 10 câu này nè. Mà bây giờ từ vựng các bạn quên hết gọn sạch rồi. Nhớ là chữ keen mang nghĩa là gì? Hứng thú, đam mê hoặc là hào hứng. Nhớ cấu trúc này giúp thầy, những bạn đề thi ra mấy cái này đó. Rồi vậy câu này mình sẽ chọn câu gì đây? Thân thiện với môi trường hay là bền vững về môi trường? Cái này mình, các bạn nhớ này, nếu một câu mà nó mình cảm thấy mình muốn chọn hai câu bởi vì mình thấy nội dung câu nào cũng phù hợp thì các bạn phải xét giùm thầy một vấn đề, đó chính là vấn đề ngữ pháp. Nhớ thầy vấn đề này nha, thầy nói lại từ này mà sau, nếu mà các bạn thấy mình có thể chọn được hai câu bởi vì câu nào quăng vào nghĩa nó cũng phù hợp chứ, thì mình phải xét giùm vấn đề ngữ pháp. Và câu này nếu mà xét vấn đề ngữ pháp mình chỉ chọn được một câu thôi, đó chính là câu gì? Tại sao em không chọn? Đúng rồi, nó phải đi với anh với gì các bạn? In chứ, bởi vì sao? Eco, y là nguyên âm cho nên phải dùng in mà gì đây? Mà chứ chỉ có thể chọn thầy câu C. Thì học thầy cái kinh nghiệm đó, hiểu được không?
Rồi ok đi học đi.